nuôi chim bồ câu mấy ngày nay có 4 con bị loét ở mép, mồm và màu trắng, đã bị chết 2 con, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng thưa chị Linh, với thắc mắc của chị, chuyên gia đã tư vấn như sau. Vâng, xin chào khán giả. Thì đây là cái hiện tượng bị bệnh đậu. Nó hình thành những cái vết mụn đậu ở chỗ quanh mép và thậm chí có thể gần mắt có thể cũng có. Thế thì trong trường hợp này thì bệnh đậu là bệnh do virus gây ra mà chúng ta hoàn toàn có thể phòng bệnh được nếu như chúng ta sử dụng vaccine đậu để phòng. Thế thì trong trường hợp này nó đang bị bệnh rồi thì chúng ta phải thực hiện điều trị. Thế theo tôi thì cần phải dùng cái cồn iodine 10% để mà nhúng chấm vào trong cái mụn đậu. Để chấm có thể là 2 lần trên ngày, sáng và chiều. Và chấm độ khoảng chừng 3 đến 5 ngày thì lúc đó cái mụn đậu nó sẽ bong ra. Và khi nó bong ra rồi thì chúng ta sẽ dùng cái cồn iodine chấm lại lần nữa. Thế còn để mà điều trị cái hiện tượng nhiễm khuẩn kế phát ấy thì chúng ta phải dùng cái thuốc là ceftriaxone hoặc là có thể dùng nó floxacin cho nó uống lần trên ngày, cho uống 5 ngày liền, liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Và bên cạnh đó thì chúng ta cần phải nâng cao sức đề kháng cho nó bằng cách là dùng chất điện giải glucose và vitamin tổng hợp cho uống thay nước liên tục trong vòng từ 3 đến 5 ngày thì bệnh nó sẽ khỏi. Thì nhưng mà để đảm bảo rằng là nó có thể chống một bệnh được một cách chủ động về lâu dài thì sau khi khỏi bệnh được khoảng 10 ngày thì nên dùng vaccine đậu và để mà chủng vào cảnh thì như vậy nó sẽ tạo nên được cái vaccine chủ động để và cái miễn dịch chủ động để phòng cái bệnh đậu. m@nongnghiep.vn Kênh thông tin chuyên biệt về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Với những tin tức nóng luôn cập nhật về tình hình nông nghiệp trên cả nước, những mô hình sản xuất hiệu quả, kinh nghiệm hữu ích trong sản xuất nông nghiệp sẽ được gửi tới bà con hàng ngày. Và đặc biệt là dịch vụ tư vấn trực tuyến sẽ giúp giải đáp tất cả các vấn đề về sâu bệnh hại ở tất cả lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Bên cạnh đó, kênh thông tin khởi nghiệp sẽ giúp bà con có cái nhìn bao quát nhất về quá trình khởi nghiệp của mình. Ở đó, các nông hộ sẽ có được sự đồng hành, giúp sức của các chuyên gia ngay từ khi lập kế hoạch sản xuất cho tới khi xuất bán sản phẩm. Hãy truy cập vào website m@nongnghiep.vn hoặc nongnghieptv.vn để có những thông tin nhanh nhất, mới nhất, hữu ích nhất về sản xuất nông nghiệp. m@nongnghiep.vn Thông tin vì nhà nông, về nhà nông. Khán giả chỉ cần gọi điện đến tổng đài 19006145 của kênh truyền hình nông nghiệp nông thôn VTC16 hoặc tương tác với kênh YouTube của kênh VTC16 sẽ được chuyên gia nông nghiệp giải đáp trực tiếp trong khung giờ từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Nội dung tư vấn của chuyên gia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của VTC16. Để cho ra hoa. Sự thay đổi từ tư vấn trực tiếp trên sóng truyền hình từ 20 giờ đến 21 giờ trên kênh VTC16 sang tư vấn trực tiếp 6 tiếng trong buổi sáng và buổi chiều trên mạng Internet được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá rất cao. Dịch bệnh xảy ra và họ cần một sự tương tác, tức là phải điều trị, phải giải quyết kịp thời, tức là điều trị kịp thời ngay thì mới đem lại hiệu quả. Và có những cái bệnh mà nếu chúng ta đưa ra phác đồ điều trị và khán giả họ thực hiện luôn thì như vậy thì ngày hôm sau là bắt đầu đã thấy có sự chuyển biến rồi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ cần lùi lại một ngày thôi thì có thể đem lại một cái hậu quả không hề mong muốn. Có những cái mô tả của bà con chưa rõ thì chúng tôi hỏi lại thì được cái là bà con cũng nói ngay, thì cái đó là làm cho cái chẩn đoán của chúng tôi nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Cái câu hỏi cụ thể như ở lĩnh vực trồng trọt thì nói luôn là cây ở giai đoạn nào, bao nhiêu năm tuổi, thậm chí là khán giả có thể gửi hình ảnh đến để cho chúng tôi nhìn và chúng tôi tư vấn cho thì sẽ tốt hơn. Trả lời trực tiếp, tư vấn kịp thời, chính xác, thời lượng cuộc gọi tăng lên. Mỗi khán giả có thể đặt một hoặc nhiều câu hỏi cùng một lúc. Chuyên gia sẽ tư vấn cho đến khi khán giả cảm thấy hài lòng. Ngoài gọi điện, khán giả có thể gửi hình ảnh, video để chuyên gia nhận biết dễ hơn và chính xác hơn. Đó là những mục tiêu, lợi ích của chương trình tư vấn nông nghiệp trực tuyến của kênh VTC16 mang đến cho quý vị khán giả. Một ngày, chúng tôi thống kê là có khoảng gần 800 câu hỏi cho đến 1.000 câu hỏi của bà con gửi về. Như vậy, tần suất hoạt động trong thời gian qua khi mà theo dõi thì thấy là cũng đáp ứng được phần nào. Tất nhiên là không thể hết được, nhưng cũng giải quyết được phần nào những nhu cầu của bà con. Từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu,
Bà con có hai cách để trò chuyện trực tiếp với chuyên gia ở các lĩnh vực nông nghiệp. Cách 1, truy cập YouTube 3NVTC16, nhấn nút đăng ký kênh VTC16 và đặt câu hỏi ở phần bình luận livestream tư vấn nông nghiệp trực tuyến. Cách 2, gọi tới tổng đài 1900 6145, bấm phím 1 gặp chuyên gia trồng trọt, bấm phím 2 gặp chuyên gia chăn nuôi, bấm phím 3 gặp chuyên gia thủy sản. Quý khán giả có thể xem lại phần tư vấn trực tiếp hoặc câu trả lời của chuyên gia cho các câu hỏi gửi về tổng đài 1900 6145 trong chương trình Hãy hỏi để biết phát sóng 20 giờ tối từ thứ Hai đến thứ Sáu và Hỏi đáp trong ngày phát sóng 11 giờ hàng ngày hoặc trên YouTube 3NVTC16.